Bệnh nhân 15 tuổi ở quận Bình Tân được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị đoạn sắt dài 2 tấc đâm xuyên thấu chân. Kết quả chụp X-quang cho thấy đoạn sắt đâm xuyên phần mềm, không làm tổn thương dây thần kinh, mạch máu. Các bác sĩ đã phẫu thuật cắt lọc, rút đoạn sắt ra khỏi chân của bệnh nhân. Sau phẫu thuật, các bác sĩ sẽ hở vết thương để đặt ống dẫn lưu, tưới nước để rửa cho chân, để rửa cho những chất bẩn trôi ra khỏi chân của bệnh nhân. Hiện bệnh nhân đang được các bác sĩ theo dõi nhiễm trùng do đoạn sắt quá dài lại đâm xuyên thấu chân.